Chào mọi người ạ, cô Hằng đây. Hello everyone. Cô Hằng đang livestream, mọi người đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Hello. Xin chào mọi người ạ, hôm nay cô Hằng đang livestream với chủ đề, đó là chủ đề về bất động sản. Cô chưa nhìn thấy các bạn, không biết các bạn đã nhìn thấy cô chưa? Chắc là đợi một chút. Ok, chắc là chúng ta sẽ phải mất một chút. Các bạn đã nhìn thấy cô. Các bạn nhìn thấy cô rồi hãy say hi để cô biết nha. Hello. Chưa nhìn thấy ai hết. Xin chào mọi người, hôm nay cô Hằng sẽ livestream về chủ đề về tiền và bất động sản. Ok, rồi nha. Chắc là đang đợi một tí nha. Các bạn ơi vào đi ạ, cô chưa nhìn thấy các bạn. À đây rồi, cô mới thấy có một số bạn đây. Hello, chào các bạn, vào đi. Hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề liên quan đến phần bất động sản ạ, real estate. Các bạn khác đâu, say hi. Chào các bạn nha. Okay, so yeah, now, so today Ms. Hằng is going to show you about the topic related to real estate or money or finance, everything around real estate or property. Ngày hôm nay cô Hằng sẽ tiếp tục với chủ đề trong cái chuỗi chia sẻ về các bài học tiếng Anh, đó là về chủ đề tiền và bất động sản. Thì cô biết là có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn mà đang là những người có một chút tiền hoặc các bạn đang học là sinh viên của ngành như bất động sản, thì các bạn sẽ thấy những cái từ vựng như thế này rất là hữu dụng với các bạn. Bạn nào mà đang đi làm này, có các chủ đề liên quan với sếp hoặc đồng nghiệp, chúng ta có thể dùng những cái này để chém gió nhé. Nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề đầu tiên, đó là bất động sản. Thì trước tiên bất động sản tiếng Anh, trong tiếng Anh chúng ta nói là gì? Thì nhiều bạn nói là land, là đất. Thì land là đất nói chung thôi. Đất nói chung ấy, và chúng ta hay dùng là plot of land, nó nghĩa là miếng đất hoặc mảnh đất. Được chưa? Nào, cách học với cô Hằng là cố gắng là nghe cô nói này, tương tác với cô bằng cách là các bạn có thể comment các từ vựng mà cô vừa mới đưa ra vào dưới comment, để các bạn biết là một lần comment là một lần nhớ, đúng không ạ? Giống như cô đang trình bày một bài giảng cho các bạn thôi. Thì nhớ là viết lại bài nhé, không viết là các bạn lại quên luôn á. Nào, từ đầu tiên chúng ta đọc là land. Từ này cũng không đọc là land đâu, các bạn hay đọc là land nhưng thực tế nó là âm e, nó không có đúng. Âm này đọc là âm abet, đúng không ạ? Giọng của chúng ta, cô đang giọng Anh Mỹ nha, giọng của cô là American English. Vì thế nên cô đọc cái từ này như sau này. Now, listen and notice how to sound this word. Các bạn nhớ là cái từ này cô miệng cô sẽ giọng như này ạ. Land. Chữ A đấy, chữ A bẹt, tức là miệng, khuôn miệng thì giống chữ E nhưng âm phát ra sẽ là chữ A các bạn ạ. Land. Land. And I have a plot of land. Được chưa? Một miếng đất hoặc một mảnh đất. Một miếng đất hoặc là một mảnh đất, được chưa? Nào, ngoài ra thì chúng ta biết là bất động sản chúng ta không dùng từ land đơn thuần mà chúng ta dùng real estate. Real estate, bất động sản. Bất động sản. Tức là nằm bất động, đúng không ạ? Hoặc là real property. Hoặc chỉ đơn giản các bạn sử dụng từ property là đủ rồi ạ. Property. Mà nghĩa là bất động sản. Đấy chưa? Và đặc biệt là các bạn mà đang làm nghề sales, cô biết là các bạn vừa ra trường mà các bạn đang muốn có kinh nghiệm, và đặc biệt bạn nào có ngoại hình tốt này, ăn nói dẻo dai, các bạn hoàn toàn đều có thể là bất động sản sale được, đúng không ạ? Thì các bạn hoàn toàn có thể dùng từ property consultant. Property consultant mà nghĩa là nhân viên tư vấn bất động sản. Đó, đấy chưa? Nhân viên tư vấn bất động sản, đấy chưa? À, ok. Được chưa mọi người ơi? Nào, cùng comment lại với cô nhé, một số từ vựng như sau nhé. Cô đọc lại các từ cho các bạn cùng theo dõi này. Từ đầu tiên ạ, đó chúng ta dùng từ land. Từ thứ hai, the plot of land. Plot of land, đúng không ạ? Thông thường một người nào đấy ạ, có một ngôi nhà thì bên cạnh người ta sẽ có một plot of land để làm garden. Đây là những người mà có rất là nhiều tiền, hoặc là các bạn ở quê, các bạn thấy là đất của chúng ta rất là rộng thì chúng ta sử dụng là a plot of land, đúng không ạ? I own a plot of land, là tôi có sở hữu một mảnh đất. A plot of land, ok chưa? Còn nếu mà chúng ta dùng danh từ chung chung, chúng ta sử dụng từ real estate hoặc the real property.
real property, đấy chưa? Bất động sản. À, và nếu các bạn không sử dụng từ real, dùng mỗi từ property thôi là ok rồi, đấy chưa? Nào các bạn cùng comment lại cho cô nhé. Ví dụ bây giờ tôi muốn nói là tôi đang là một chuyên viên tư vấn bất động sản, nó sẽ nói như nào? I am working as a property consultant. Được chưa? Mang nghĩa là tôi làm nhân viên tư vấn bất động sản. Property consultant. Property consultant. Ok chưa? Rồi nha. Đúng rồi, các bạn comment lại cho cô để cô biết là các bạn đang theo dõi nha. Và thêm với đấy là một lần comment là một lần nhớ bài ạ. Đừng có lười. Các bạn lười cái là các bạn sẽ thấy bài của mình viết sai chính tả tùm lum luôn, đúng không? Tí dịch những câu dài để viết ngay. Nào, cô nhắc lại các từ này sau. Một, the first word is land. The second word, plot of land. Next, real estate. Tại sao cô ở đây cô đã đọc là real estate nhỉ? How can I sound these words like this? Because I have the linking sounds between two words. Ở đây cô có một phần gọi là linking sound, mà nghĩa là âm gì ạ? Âm nối, nối hai cái từ này với nhau. Cô có từ real và đi với từ estate thành real estate, được chưa? Real estate, real estate, real estate, được chưa? Tiếp tục, real estate, property, bất động sản, property consultant, property consultant, được chưa? Tiếp tục, I'm working as a property consultant. I'm working as a property consultant. Tôi đang là nhân viên tư vấn bất động sản. Nào các bạn thử một chút nhé. Nào, thị trường bất động sản luôn luôn sôi động. Đó, nào các bạn dịch giúp cô câu này xem nào. Các bạn dịch xem nó có ra được vấn đề không. Thị trường bất động sản luôn luôn sôi động ạ. Các bạn sẽ dùng như thế nào? Thị trường bất động sản luôn luôn sôi động. Và các bạn cùng comment cho cô nhé. Thị trường bất động sản luôn luôn sôi động. Nào các bạn nhìn thấy cô chưa? Rồi, ok. Chắc là đợi một phút nha. Nhanh nha. Thị trường thì chúng ta dùng từ gì các bạn nhỉ? Chúng ta dùng từ market là thị trường. Sôi động dùng từ gì ta? Sôi động. Sôi động. Sôi động. Nào xem các bạn comment được từ sôi động không ạ? Sôi động tức là thị trường mà nó có nhiều biến động này. Sôi động tức là nó không bị ảm đạm ấy. Đấy nhá. Được chưa, được chưa, được chưa? Luôn luôn sôi động. Rồi, cô sẽ đọc comment một số bạn nhé. Lại không nhìn thấy comment nữa. Rồi, ok, được rồi đi các bạn ơi. Nào, một số bạn đã comment được rồi đấy. Cô thấy câu này khá là dễ, các bạn làm được luôn đúng không ạ? Thị trường bất động sản nó sử dụng từ real estate. Real estate. Market. Không sử dụng từ này thì các bạn sử dụng luôn cho cô từ property market. Property market. As always, đúng không ạ? Luôn luôn là is always rồi đúng không ạ? Is always nó cũng tính từ. Tính từ đầu tiên là sôi động, các bạn có thể sử dụng từ eventful. Eventful tức là nhiều sự kiện. Nhiều sự kiện diễn ra, đúng không ạ? Eventful. Hoặc các bạn sử dụng từ noisy. Đồng ý ạ, từ noisy này cũng được ạ. Tức là nó rất là ồn ào, náo nhiệt đấy ạ. Đấy chứ ạ? Tiếp tục các bạn có thể sử dụng từ tiếp theo ra từ vibrant. Very good. Một bạn đã sử dụng từ vibrant. Đúng rồi ạ, tức là luôn luôn nhiều sắc thái, nhiều màu sắc. Nó giống từ colorful của mình ấy, đúng không ạ? Vibrant. Rất là không êm đẹp bình thường đâu ạ. Tiếp tục, busy. Very good. Ở đây là những từ các bạn có thể dùng từ nhau. Hoặc các bạn sử dụng từ exciting như một bạn gợi ý. Ok nha. Đấy chứ ạ? Noisy, vibrant. Đấy chứ ạ? Hoặc các bạn hoàn toàn có thể sử dụng từ là energetic. Đó, từ này cũng được ạ. The real estate market is energetic. Tức là luôn luôn có đầy năng lượng, đúng không ạ? Để các bạn có thể thấy là nhiều sự kiện nó diễn ra. Vậy chúng ta có thể hoàn toàn dùng những từ này. Đương nhiên nó có sẽ có sự lệch và sự khác nhau về nghĩa. Các bạn lựa chọn những từ nào phù hợp nhất với mình. Ví dụ ở đây cô có một số từ như sau. Từ đầu tiên là từ eventful, mang nghĩa là nhiều sự kiện.
Noisy và vibrant. Từ vibrant này nó khá là hay. Hai từ này khá hay, các bạn có thể note lại cho cô nhá. Vibrant, busy, exciting and energetic. Energetic, energetic. Đấy chưa? Rồi đọc lại một lần nữa với cô nhá. Real estate market or property market is always eventful, noisy, vibrant, busy, exciting or energetic. Xong chưa? Rồi. Rồi nha mọi người ơi, đọc lại một lần nữa với cô nhá. Thị trường bất động sản luôn luôn sôi động. Real estate market or property market is always eventful, vibrant, noisy, busy, exciting and energetic. Xong chưa? Eventful, hai từ là từ eventful, vibrant là hai từ khá hay, các bạn có thể nạp luôn vào cái quỹ từ vựng của mình nha. Nhắc lại một lần nữa với cô Hằng nha, cô sẽ đọc chậm hơn. Real estate market is always eventful, noisy, vibrant, busy, exciting and energetic. Ok. Xong nào, chúng ta sẽ có một số từ nữa. Ví dụ property tax. Property tax là thuế bất động sản, giống kiểu thuế đất ấy, đúng không ạ? Property tax. Property tax. Xong chưa? Property tax mang nghĩa là thuế bất động sản. Phần này khá dễ. Cứ liên quan đến tiền và tài chính thì nó liên quan đến tiền và bất động sản để chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Đấy chưa? Rồi tiếp tục ạ. Một số người chúng ta được gọi là investors, là nhà đầu tư. Nhà đầu tư đúng không ạ? Và investment là khoản đầu tư. Khoản đầu tư. Investors là nhà đầu tư và investment là khoản đầu tư, được chưa? Tiếp tục chúng ta có từ portfolio. Portfolio là danh mục đầu tư. Portfolio. Portfolio, cái từ này các bạn nhớ cho cô, khi mà các bạn nói về cái từ này nghĩa là chúng ta có rất nhiều danh mục đầu tư trong bất động sản chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy từng cái danh mục đầu tư này là cái gì, chúng ta gọi nó là portfolio. Portfolio. Portfolio, được chưa? Portfolio. Ai chưa biết từ này các bạn hoàn toàn có thể viết lại cho cô nhá, comment xuống dưới nhá. Ok, xong chưa? Portfolio, ok chưa? Xong nha. Nào, cô đọc lại từ này là portfolio, quên ghi lên là danh mục đầu tư. Chúng ta hoàn toàn có thể thêm một từ nữa là từ investment portfolio. Investment portfolio cũng được. Giống nhau nha các bạn nhé. Investment portfolio mang nghĩa là danh mục đầu tư. Rồi. Hai từ này chỉ đứng mỗi từ portfolio đã hiểu rồi nhé. Đọc từ này với cô này. Portfolio, portfolio. Được chưa? Dễ đúng không? Portfolio, portfolio. Để cùng comment một số từ lại cho cô này. The first word is property tax. Property tax. Investors, investors. Investment, investment. Portfolio or investment portfolio. Gõ toàn gõ nhanh con nó nhảy chứ. Ok, investment portfolio. Các bạn mà thấy cô đang typo từ nào gõ sai các bạn nhắc cô nha. Portfolio là danh mục đầu tư. Các bạn cần câu hỏi gì các bạn cứ hỏi. Cô vẫn đang check comment bằng điện thoại ạ. Được chưa? Cô vẫn đang check comment điện thoại. Bạn nào cần hỏi gì các bạn cứ hỏi nha. Nào, tiếp tục này. Chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa với cô nha. Từ DIT này. Investment portfolio or portfolio. Hai từ này giống nghĩa nhau. Investment là khoản đầu tư và investors là các nhà đầu tư. Đương nhiên chúng ta nói bất động sản thì không thể nhắc đến, không thể không nhắc đến các nhà đầu tư, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có từ the property tax. Property tax là thuế bất động sản. Được chưa? Rồi nha. Một số cái khác này. Chúng ta có từ từ project. Project. Project ở đây là dự án. Dự án nào chúng ta sử dụng từ đấy là từ project, sau cái tên dự án đấy, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có từ là từ developer. Developer đây hiểu là nhà phát triển. Nhà phát triển bất động sản là nhà phát triển đô thị, các bạn sử dụng từ này nhé. Developer. 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 Xong chưa? Ok, rồi. Để chưa mọi người? Hình như cô làm hơi nhanh, cô sợ các bạn nhanh, cô đợi một chút nhé. Rồi, bạn nào mà comment, các bạn comment lại cho cô đi ạ. Đấy chưa? Nhắc lại một lần nữa này. Investors, investment, portfolio, investment portfolio, project. Từ này tuyệt đối không đọc là project nha. Không đọc là project.
Project, vì rất nhiều người đọc như thế này, nhớ nha, không đọc là pro mà đọc là pro, trọng âm sẽ lên thứ nhất và đi thứ hai, và chúng ta không đọc từ này là từ o mà âm này đọc là âm o thôi. Project, 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 được chưa ạ? Dự án, project, project, đuôi của nó sẽ là đuôi ct, đừng đọc là project mà đọc là project, được chưa ạ? Đây là nhắc những cái phần mà gọi là âm của các bạn, đừng quên thế nào đấy ạ. Comment xong chưa cả lớp? Project, project, project. Cô không muốn bật sang cái màn hình kia để các bạn nhìn, nó sẽ dễ bị phân tâm, nên là các bạn, cô chỉ để màn hình như thôi và cô sẽ check comment bằng điện thoại. Được rồi chị ạ. Rồi, nhà phát triển một cái gì ấy, chúng ta sử dụng từ developer, developer, đấy chị ạ. Developer. Với những cái vấn đề liên quan đến bất động sản, chúng ta sẽ không nói đến planning, mang nghĩa là quy hoạch. Chúng ta hay có từ urban planning là quy hoạch đô thị. Đó, planning là quy hoạch nha, chứ không phải là trồng trọt ở đâu nha. Nghĩa của nó sẽ biến đổi đấy ạ. Planning, quy hoạch, và urban planning là quy hoạch đô thị. Planning, quy hoạch, và urban planning, quy hoạch đô thị. Được chưa? Rồi nha, tiếp tục lại chúng ta sẽ có từ, đó là từ architect. Cái nghề này đang hot này đúng không ạ? Cái này là kiến trúc sư. Và chúng ta có danh từ gọi là architecture. Architecture là kiến trúc. Cái này thì lại là danh từ chỉ chung chung, còn cái này là danh từ chỉ người nhá. Architect là chỉ kiến trúc sư, là người làm cái gì đấy. Còn architecture là cái kiến trúc đấy đúng không ạ? Construction có thể hiểu là công trình ạ. Công trình. Đấy chưa? Đó, nó liên quan đến bất động sản, xây dựng trên công trình nào đấy. Architect, architect. Tiếp tục, mình có từ constructor. Đây là nhà thầu ạ. Constructor, nhà thầu. Người xây dựng cái gì mình sử dụng từ đấy ạ. Constructor, nhà thầu. Nhà thầu thi công á. Constructor, nhà thầu thi công. Architect, architect, architecture. Architecture, construction và constructor. Construction là cái công trình đó, đang ở đây mình xây dựng cái gì. Còn constructor là nhà thầu thi công, tức là cái người xây ra cái công trình đấy. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa mọi người ơi? Cô đợi một chút để cho các bạn comment được nha. Không phải nhanh quá. Được chưa? Rồi tiếp tục ạ. Chúng ta có từ substance constructor. Substructor mang nghĩa là nhà thầu phụ. Nhà thầu thi công phụ. Bạn nào mà làm xây dựng thì chắc các bạn, hoặc là bất động sản thì các bạn sẽ hiểu những cái phần này hơn. Vì lý do là những cái này nó liên quan đến chuyên ngành chính tiêu của các bạn. Nếu mà bạn nào mà đang kinh doanh trong những ngành mà buôn bán, sales thì các bạn cũng nên biết những từ này. Được chưa? Rồi, tiếp tục này, chúng ta sẽ đọc lại nhé. Constructor là nhà thầu thi công, còn subconstructor là nhà thầu thi công phụ. Được chưa nào? Được chưa mọi người ơi, comment lại nhé. Để cô biết nào. Đấy, một số bạn vừa hỏi cô là nhà thầu phụ là gì, cô vừa nói xong subconstructor, thêm chữ sub vào thôi, phụ. Được chưa? Rồi ạ. Ok, tiếp tục chúng ta có thể sử dụng từ procedure. 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 Đây là tiến độ thi công, bàn giao. Tiến độ thi công, tiến độ bàn giao đều sử dụng từ này. Procedure là tiến trình, đang là gì ấy? Tiến trình ấy. Từ gốc của nó là từ tiến trình, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng từ procedure ở đây, mang nghĩa là tiến độ thi công và bàn giao cái điều gì đấy, bàn giao công trình rồi đấy. Được chưa? Tiếp tục chúng ta có từ site area. Site area thì na ná với một cụm nữa là từ spread to project. Spread to project, spread to project, hoặc đơn giản là từ project area. Project area ở đây mang nghĩa là tổng diện tích khu đất. Tổng diện tích. Được chưa ạ? Và chúng ta hay sử dụng cụm từ square meter. Square meter. Ở đây là mét vuông.
square meter, ví dụ như là cái tòa nhà này tọa lạc trên khu đất 10.000 mét vuông chẳng hạn, đúng không ạ? Nào, dịch nhá. Tòa nhà này tọa lạc trên khu đất 10.000 mét vuông. Nào, các bạn dịch câu này như thế nào ạ? Tòa nhà này tọa lạc trên khu đất 10.000 mét vuông. Tọa lạc trên khu đất 10.000 mét vuông, các bạn nhìn ra chưa ạ? Site area, chúng ta có 3 từ nhé. Procedure là tiến độ thi công và bàn giao. Site area hoặc là spread of project hoặc là project area, 3 từ này đều mang nghĩa là tổng diện tích. Tổng diện tích cái gì đấy? Square meter là mét vuông. Nào. Đấy chưa các bạn ơi? Xong chưa? Tòa nhà này tọa lạc, chúng ta có sử dụng tọa lạc, chúng ta sử dụng từ động từ locate hoặc động từ situate. Situate, nằm hoặc tọa lạc ở đâu ấy, tọa ở đâu đấy, nằm ở đâu đấy, nằm hoặc là tọa ở đâu đấy. Rồi một số bạn comment như sau nhé. This building is located on 10,000 square meter site area. Wow. Tiếp tục đọc còn ai nữa không ạ? Khá hay rồi đấy ạ. This building is located on a land area of 10,000 square meters. Rồi, một bạn khác. Còn ai nữa không ạ? Situate. Rồi, mới có hai bạn comment. Các bạn comment nốt đi nào. Để cô biết. This building is located or situated on the side area with... Xử lý hơi cứng tí, Lê Man Xê ơi. À, bây giờ cô sẽ sửa lại một số cái này nhé. Các bạn để ý vào đây nhé. Một số bạn đang comment hơi lệch này. Để ý đầu tiên chúng là tòa nhà này sẽ là this building. This building. Các bạn nhớ cho cô tòa nhà chúng ta dùng là building. Để chờ tí căn hộ là gì thì cô sẽ nói sau nhé. This building, đúng không ạ? Is situated. Is situated. On, đúng không ạ? The side area of 10,000 square meters. Thêm chữ S vào. This building is situated on the side area of 10,000 square meters. Hoặc the project area of this building is 10,000 square meters. Đó, thì cái câu này nó hơi biến đổi một chút xíu nữa. Không giống quá với cái câu gốc của cô, nhưng nghĩa của nó thì vẫn tương tự như vậy. Câu này của chúng ta như sau nhé. Tòa nhà này tọa lạc trên khu đất 10.000 mét vuông. Thì chúng ta có hai động từ, một động từ situated hoặc là động từ locate. Nếu các bạn muốn sử dụng là locate hay situated thì các bạn phải sử dụng là dạng passive voice, mang nghĩa là câu bị động. Bởi vì là chúng ta thấy là chúng nó sẽ không tự nằm ở đâu mà chúng ta đều là người xây dựng lên nó, đúng không ạ? But this building is located on the side area of 10,000 square meters. This building is located or situated on the side area of square meters. Được chưa? Nhắc lại với câu đầu tiên, cô đang sử dụng ở passive voice là câu bị động. Vì câu bị động này nó sẽ liên quan đến cách mà chúng ta xây cái tòa nhà này, đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta là người tự xây dựng lên, nó không thể tự mọc lên được. Vậy nằm ở đâu, chúng ta dùng động từ situated hoặc located. On the site area là trong cái diện tích của cái khu vực đấy là of. Cô sử dụng giới từ of chứ không sử dụng giới từ with, nhớ nhé. On the site area of 10,000 square meters. Còn câu thứ hai thì mình viết biến đổi một chút là the project area of this building, có nghĩa là cái tổng diện tích của cái khu đất ở cái tòa nhà này này, được chưa? Is 10,000 square meters. Được chưa? Em dùng land area được không cô? Land area cũng được nha. Ở trên cô có ba từ liên quan đến cái từ tổng diện tích của cái gì đấy. Well, site area, spread of project or the project area. Còn land area được em nhắc, không vấn đề em ơi. Rồi, of nha. Rồi, đồng ý ạ. Xong nha. Tiếp tục nào các bạn ơi. Chiến tiếp với một số từ vựng nữa nào. Từ tiếp theo chúng ta sẽ có từ density of building.
density of building mang nghĩa là mật độ xây dựng các tòa nhà. Density of buildings, densities of building, đúng không ạ? Density of building. Ok chưa? Được chưa? Tiếp tục mình có từ facilities. Facilities hoặc là infrastructures. Infrastructure. Structures ở đây mang nghĩa là cơ sở, hạ tầng. Cơ sở hạ tầng. Densities of density of buildings, cơ sở hạ tầng thông thường là đường, trường, trạm, điện, đường, trường, trạm, được chưa? Đó. Facilities. Ok chưa? Xong chưa các bạn ơi? Nào các bạn cần hỏi gì không ạ? Cô vẫn đang check comment đây. Rồi, tiếp tục nha. Chúng ta có một số từ nữa này. Ví dụ như từ unit. Unit đã đây hiểu là căn hộ. Nó na ná với cái từ apartment nè, đúng không? Apartment hay là từ gì nữa nhỉ? Apartment hoặc là từ flat. Đó, thì mình hiểu là căn hộ, như unit ở đây hiểu là bao nhiêu căn hộ, tổng bao nhiêu căn hộ. The total units of this floor is 12, chẳng hạn. Tức là ở tổng cái số căn hộ ở cái tầng này, đúng không ạ? Cô đang nói câu là the total number of unit in this floor is 12. Câu này là the total number of this of units in this floor is 12, là cái số tổng số căn hộ trên cái tầng này nó là 12 căn hộ. Thì bạn sử dụng từ là unit, được chưa? The total number of units in this floor is 12. Nhắc lại một lần nữa nhé. The total number of this of units in this floor is 12. The total number of units in this floor is 12. Tiếp tục này, các bạn sẽ sử dụng từ là the density of buildings. The density of buildings. The density of buildings. Hoặc là facilities, hoặc là infrastructures. Đây là hai từ mang nghĩa cơ sở hạ tầng. Các bạn có thể hoàn toàn sử dụng từ apartment hoặc là flat đều ok. Nhưng chúng ta có thể sử dụng một từ nữa là từ unit, nó là căn hộ. Bạn nào mà hay bán bất động sản, các bạn sẽ hiểu cái này luôn, đúng không ạ? Được chưa? Tiếp theo chúng ta có từ ceiling. Ceiling. Trần nhà. Ceiling, trần nhà. Xin lỗi các bạn, đọc từ này là ceiling, nhưng mà ceiling, ceiling. Ceiling, được chưa? Trần nhà nha. Ceiling, ceiling, ceiling. Trần nhà, ok chưa? Ok, có nhanh quá không các bạn? Cô vẫn đang đọc lại với các bạn nha. Không sợ, nhanh quá. Comment được chưa? Comment xuống nha, đừng quên. Cô thấy có một số bạn hỏi lớp của cô. Các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn học các lớp online của cô Hoàng, các bạn cứ inbox cho cô để cô tư vấn cho các bạn nhé. Cô có lớp online phục vụ cho các bạn với mục đích là giao tiếp này, công việc IELTS hay là cái gì đấy. Được chưa? Ok. Nhắc lại một lần nữa nha. Cô có từ ceiling, trần nhà này. Unit là căn hộ này. Apartment này, hoặc flat đều ok này. Facilities hay là infrastructures đều ok này. Được chưa? Xong nha. Nhắc lại một lần cuối này. Ceiling, ceiling, density of buildings là mật độ xây dựng. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ có từ layout, floor, layout floor. Ở đây mang nghĩa là mặt bằng điển hình hoặc mặt bằng mẫu. Mặt bằng điển hình hoặc mặt bằng mẫu. Layout floor, layout floor, mặt bằng mẫu. Tiếp tục, landscape, cảnh quan. Chúng ta hay có surroundings. Surrounding là khu xung quanh, khu vực xung quanh. Em sẽ SC vào cho cô nha. Nó na ná với từ neighborhood. Neighborhood. Na ná thôi chứ không phải là hoàn toàn nghĩa giống nhau. Hai từ này thì surrounding nó hẹp hơn. Neighborhood ở trong khu đấy. Surroundings là xung quanh đấy. Được chưa? Các bạn đọc từ đầu tiên cho cô là từ ceiling là trần nhà này. Layout floor là mặt bằng điển hình hoặc mặt bằng mẫu này. Landscape là cảnh quan này.
Surroundings là khu vực xung quanh. Và neighborhood, neighborhood cũng là khu xung quanh. Đấy chưa ạ? Xong các từ đấy chưa các bạn ơi? Ok. Tiếp tục bọn chúng ta có từ residence. Residence là nhà ở. Nhà ở, khu. Đó, residence là nhà ở, khu gì đấy. Residence. Thế còn nếu mà đuôi của nó là đuôi T thì các bạn hiểu đây là cư dân. Hai từ residence and resident. Residence and resident. Được chưa? Ok chưa mọi người? Xong chưa? Bạn đã làm xong chưa? Hoàn toàn nếu bạn nào mà chưa kịp xem phần livestream này của cô và tích lũy từ vựng thì các bạn cố gắng là không phải cứ các bạn mà dần làm trong giới property, giới real estate mới học những chủ đề như thế này nhé. Chúng ta là những người các bạn học tiếng Anh ấy, các bạn là IELTS Hunter, TOEIC Hunter hay là Communication Speaker thì các bạn cố gắng là những bạn nào mà kể cả học IELTS, TOEIC hay là kể cả là giao tiếp thì các bạn biết những từ vựng này cực kỳ quan trọng với chính chúng ta đúng không ạ? Nên là các bạn chịu khó học và giúp cô nha. Những cái từ vựng này sẽ bổ sung cho quỹ từ vựng thông dụng để các bạn đấy ạ. Nào, từ đầu tiên là ceiling, đọc lại ceiling, không đọc là sailing nha, đọc tên là ceiling. Từ thứ hai là layout floor. Layout floor là mặt bằng điển hình hoặc mặt bằng mẫu. Landscape là cảnh quan. Surroundings là khu vực xung quanh. Và tương tự với cái từ này là từ neighborhood. Neighborhood, thấy chưa? Residence hiểu là nhà ở, là khu nhà nào đấy. Còn resident chữ T ạ, đọc là resident thì là cư dân. Còn resident chữ SC tức là đuôi CE chúng ta đọc là khu nhà. Xong chưa mọi người? Được chưa ạ? Rồi nha. Residence, surrounding, neighborhood. Đọc lại một lần cuối. Ceiling, layout floor, landscape, surroundings, residence and resident. Tiếp tục. Location. Location, vị trí. Location là vị trí gì đấy, được chưa? Contract là hợp đồng. Thông thường chúng ta có lease contract, leasing contract, lease contract. Ở đây hiểu là hợp đồng cho thuê, thuê văn phòng á, đúng không ạ? Chúng ta hay dùng cụm từ là office for lease. Office for lease là văn phòng cho thuê. Đó, lease contract là hợp đồng cho thuê. Contract. Deposit là đặt cọc. Hoặc là pay in period là trả góp. Pay in period là trả góp. Đó, đây là những từ liên quan đến phần các bạn mua bán một căn nhà nào đấy. Location là vị trí này. Contract là hợp đồng này. Lease contract là hợp đồng cho thuê. Office for lease cũng từ này mang nghĩa là văn phòng cho thuê. Deposit là đặt cọc, động từ đặt cọc, deposit. And pay in periods là trả góp. Pay in periods, trả góp. Đấy chưa? Khi các bạn muốn mua một căn nhà nào, chắc chắn các bạn phải cần có một khoản gọi là mortgage. Mortgage. Ở đây mang nghĩa là thế chấp ạ. Mortgage. Mortgage, không phải là gây đâu ạ, đọc là mortgage. Mortgage. Được chưa? Thế chấp. Được chưa mọi người ơi? Mortgage. Cái này là vừa là động từ vừa là danh từ nhé. Nhiều người không biết là gì. Danh, động đều ok ạ. Vừa là danh từ vừa là động từ. Tôi phải thế chấp cái gì đấy, đúng không ạ? Tôi phải thế chấp căn nhà để vay vốn mở một nhà hàng. Nào, dịch câu này như thế nào đấy ạ? Nào, ở đây nói qua một số từ đã nhé. Từ đầu tiên là từ location, thứ hai là contract. Location này, xong đến contract này, đến lease contract. Office for lease, office for lease. Tiếp tục paying periods, mang nghĩa là mình chia theo khoản để trả, đúng không ạ? Là trả góp theo từng kỳ một. Và mortgage là động từ hoặc danh từ thế chấp. Mình phải thế chấp cái gì đấy để mình làm gì? Được chưa mọi người? Xong chưa? Xong chưa mọi người? Cô đọc lại lần cuối nha, từ dưới lên trên nha.
The first word is mortgage, 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 mortgage. Pay in periods, deposit, không đọc là deposit, đọc là deposit, deposit. Office for lease, lease contract, cô nhớ là các bạn nhớ là cái đuôi đít của nó là đuôi t, đúng không ạ? Lease contract, contract là hợp đồng và location là vị trí. Vậy bây giờ quay ra chúng ta sẽ có một câu như sau, tôi phải thế chấp căn nhà để vay vốn mở một nhà hàng. Tôi thế chấp căn nhà để vay vốn, thế chấp căn nhà để vay vốn mở một nhà hàng. Thế chấp căn nhà để vay vốn mở nhà hàng ạ. Được chưa? Vay vốn mở nhà hàng ạ. Nó như thế nào đây? Thế chấp là động từ mortgage ở trên rồi, vay chúng ta dùng từ gì? Những cái này nếu bạn nào mà theo dõi những cái phần livestream trước của cô Hằng ấy, các bạn nếu mà chưa xem những phần livestream trước của cô các bạn hoặc là bài này, các bạn có thể xem lại trên tường của cô Hằng, hoặc các bạn vào trong kênh YouTube tiếng Anh cô Hằng Bựa, YouTube tiếng Anh cô Hằng Bựa nha. Nó ghi rõ, cô sẽ lên trên YouTube gõ tiếng Anh cô Hằng Bựa nó ra. Những cái bài mà cô đã live rồi là admin các bạn đã đẩy lên trên đấy ạ. Đấy chưa? Tôi phải thế chấp căn nhà để vay vốn mở một nhà hàng. Nói như thế nào đây? Nào, xong chưa các bạn ơi? Cố gắng comment nha. Các bạn không comment thì bạn sẽ quên liền á. Rồi, một số bạn như sau. I have to mortgage my house for a loan to open a restaurant. Very good. Nào, vay vốn chúng ta khoản vay cho dùng là loan nha. Khoản vay ạ, không đọc là loan, đọc là loan. Loan, đấy chưa? Khoản vay. Hoặc đơn giản hơn là dùng là borrow money cũng được. Mượn tiền. Đó, nhưng mà loan ở đây thì là khoản vay đúng không ạ? Và các bạn là loan on interest. Loan with interest, xin lỗi. Loan with interest là vay lãi. Đương nhiên vay nào chả có lãi đúng không ạ? Nhưng quan trọng là lãi ít hay lãi cao thôi. Nhưng mà high interest là lãi cao. Vậy cô có thể nói là loan with high interest đúng không ạ? Loan with high interest. Được chưa? Rồi, nào vậy bây giờ chúng ta làm lại câu này nhé. I had to, thế chấp căn nhà là mortgage my house to, được chưa? Get a loan. Hoặc đơn giản là for a loan. Vậy cụm từ này là I had to mortgage my house for a loan, được chưa? Hoặc đơn giản là to borrow money. To borrow money, được chưa? Tiếp tục, to open a restaurant. To open a restaurant. Vậy nếu muốn tránh cái việc sử dụng hai từ to ở đây, còn nếu các bạn dùng hai từ to vẫn ok, không vấn đề nhé. Các bạn sử dụng cụm từ là for a loan to open a restaurant, hoặc các bạn sử dụng là to borrow money to open a restaurant, hoặc to, đây nếu cô thấy khó khăn quá, mình phải đi vay nặng lãi, mình sẽ nói I had to mortgage my property, bất động sản của tôi, đúng không ạ? To, I had to mortgage my property for a loan. I have to mortgage for a loan, for a high, a loan with high interest, with high interest. Được chưa? I had to mortgage my property for a loan with high interest to open a restaurant. Nào, vậy nhắc lại một lần nữa hai câu này, công thức của nó như sau nhé. I had to là tôi đã phải, mortgage my house. Nếu ở trên cô sử dụng mortgage my house, ở dưới cô thì sử dụng mortgage my property. Property ở đây mang hiểu là bất động sản thôi, tài sản thôi, đúng không ạ? To get a loan ở đây hiểu là for a loan, đều giống nhau, đều hiểu là để vay tiền, đúng không ạ? With high interest, cụm từ thứ hai cô sử dụng từ a loan with high interest mang nghĩa là vay lãi cao, vay nặng lãi đấy ạ. To open a restaurant, đây là vay nặng lãi nha. Được chưa? Alone with high interest. Alone with high interest to open a restaurant. Cô nhắc lại bốn từ, ba từ vựng ở đây là loan là khoản vay này. Borrow money là mượn tiền. Loan with interest hoặc là loan with high interest là vay lãi cao. Được chưa? Nào kéo lên đọc lại một lần nữa nhé. Tôi phải thế chấp căn nhà để vay vốn mở một nhà hàng. I had to mortgage my house to open a loan or to borrow a money to open a restaurant. I had to mortgage my house to get a loan, hoặc to for a loan, được chưa?
To borrow money to open a restaurant. Đọc chậm hơn. I had to mortgage my house to get a loan to open a restaurant. Được chưa? Ba từ này giống nhau, cô sẽ gạch chân nha. I had to mortgage my house to get a loan to open a restaurant. Hoặc I had to mortgage my house for a loan to open a restaurant. Nhớ cái từ này, rất nhiều bạn đọc từ là restaurant thì bạn nào bị nhắc lại cho cô nhé. Từ này là restaurant. Restaurant, không phải restaurant. Tiếp tục từ tiếp theo. I had to mortgage my property for a loan with high interest to open a restaurant. Được chưa? Nhắc lại nha. For a loan with high interest to open a restaurant. Xong chưa? Rồi nha. Nào, chúng ta thêm một vài từ nữa nào. Tiếp tục ạ, một số từ nữa này. Direction, hướng nhà. Ceiling đã có rồi. Tiếp tục mình có từ air conditioner. Từ này dễ thôi, cái này là điều hòa. Bathroom, ai cũng biết đây là cái gì. Phòng tắm. Ngoài ra nó còn thường sử dụng nó là restroom. Restroom đều ok ạ. Restroom và bathroom chức năng giống nhau. Tiếp tục master bathroom. Master bedroom có nghĩa là phòng tắm đầy đủ chức năng. À, phòng ngủ đầy đủ chức năng. Phòng ngủ đầy đủ chức năng, chúng ta sử dụng từ này ạ. Tiếp tục chúng ta có từ ra từ wooden floor. Wooden floor. Wooden floor. Ở đây mang nghĩa là sàn gỗ. Tiếp tục ceiling. À, nói nhầm, ceiling nói rồi. Có từ balcony. Balcony, đúng không ạ? Balcony mang nghĩa là ban công. Balcony, balcony, được chưa? Tiếp tục sea view. Ở đây mà là nhìn ra biển á. Sunset view là ngắm bình minh, à ngắm hoàng hôn. Được chưa? Đó, còn ví dụ mountain view, nếu các bạn hoàn toàn có thể tự ghép vào mountain view hoặc là city view. Mountain view là nhìn ra núi, còn city view là nhìn ra thành phố. Được chưa? Rooftop. Rooftop mang nghĩa là trên gì ạ? Rooftop là trên sân thượng, là trên đỉnh tòa nhà. Đó, một số từ này có nhanh quá thì cô sẽ đọc lại nhé. Từ đầu tiên là direction. Direction. Từ thứ hai là air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Nhớ là đọc là air conditioner nhé. Bathroom tương tự với từ restroom. Master bathroom mà nghĩa là phòng ngủ có đầy đủ chức năng, như giống kiểu khép kín ạ. Thấy chưa? Wooden floor. Wooden floor là sàn gỗ. Balcony là ban công. Balcony là ban công. Sea view thông thường nói là sea view apartment chẳng hạn, đúng không ạ? Sea view apartment. Sea view apartment mà nghĩa là căn hộ hướng biển. Căn hộ hướng biển ạ. Đó, các bạn đi du lịch thì chúng ta thường chọn sea view apartment chẳng hạn, đúng không ạ? Là căn hộ hướng biển. Tiếp tục, sunset view mang nghĩa là ngắm hoàng hôn, đúng không ạ? Vậy là sunset view apartment chẳng hạn. Tiếp tục, mountain view. Mountain view là nhìn ra núi. City view apartment là căn hộ nhìn ra thành phố. Rooftop là trên sân thượng. Xong chưa các bạn ơi? Tiếp tục, furniture. Furniture. Cái này là chắc chắn là nội thất rồi. Nhớ là từ này không có số nhiều nha. Không có số nhiều. Từ này là từ đặc biệt không hề có số nhiều. Được chưa? Rồi nha. Nhắc lại một lần nữa từ dưới lên trên này các bạn ơi. Cùng đọc với cô một số từ vựng như sau nha. Từ đầu tiên này. Furniture. Furniture. Được chưa? Furniture. Furniture. Từ thứ hai, rooftop. Rooftop. Nhớ có chữ F ở giữa, không phải rooftop mà là rooftop. Rooftop. Được chưa? Rooftop. Tiếp tục city view. City view. Các bạn nhớ là mỗi lần một cô livestream mà các bạn muốn được thông báo ạ, thì các bạn cố gắng là phải bật cái gì lên ạ? Bật cái phần follow cô Hằng và để chế độ xem trước, tức là mỗi lần mà mình livestream các bạn sẽ được báo nhé. Còn nếu không báo thì các bạn sẽ không xem được phần livestream của cô đâu. Facebook nó thay đổi liên tục mà. Furniture là nội thất này. Rooftop là trên sân thượng. City view. City view là nhìn ra hướng thành phố. Mountain view là nhìn ra núi. Sunset view là các bạn hoàn toàn có thể ngắm hoàng hôn. Nếu chúng ta ghép từ là sea view apartment là căn hộ hướng biển, nhìn ra biển chúng ta dùng từ sea view apartment. Balcony, ban công. Wooden floor là sàn gỗ. Master bedroom, master bedroom ở đây mang nghĩa là phòng ngủ có đầy đủ chức năng, có cả phòng tắm ở trong phòng, gọi là master. Đấy chưa?
Bathroom là phòng tắm hoặc restroom. Tiếp tục air conditioner là điều hòa và direction là hướng nha. Xong nha. Rồi ok, hôm nay cô Hoàng đã gửi cho các bạn một số cấu trúc liên quan đến phần là tài chính này, liên quan đến việc các bạn đầu tư về bất động sản này, các thể loại liên quan đến bất động sản, thế thôi nhé. Now, okay, so that's all for today when I gave you all the things related to vocabulary and some sentence structures related to their property or real estate. And I hope that you can use them in your daily routine, in their speaking and communication in English. Okay, and that's all for today. And I hope that I can meet you guys in the next video. Bye-bye and see you. Chào các bạn nha.